viên Lãnh Đình Thăng. Ở đây thì buổi tối rất là nhiều người ra để chơi, đang mọi người thì từ người lớn đến con nít ra ngồi chơi, rồi uống nước, uống cà phê, ngồi theo thành từng nhóm, từng nhóm. Đây là một cái công viên ở khu vực quận 11. Ngày xưa khu vực này là nghĩa trang Nhị Tỳ Quảng Đông. Sau năm 1975 thì cùng với những cái nghĩa trang khác như là nghĩa trang Đô Thành, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi thì những cái phần mộ đã được di rời trả về cho chủ, hoặc là nếu mà những cái ngôi mộ mà không có chủ thì sẽ được đưa về Bình Dương. Thì khu vực này sau khi mà xây dựng thì nó rất là sầm uất. Cái khu vực trước mặt ấy, ngày xưa là một cái siêu thị Sài Gòn Coop, sau này thì người ta đã di rời cái siêu thị và trả lại những cái phần đất để làm các cái công trình công cộng. Thì thường là vào cái dịp Tết thì khu vực này sẽ diễn ra cái hội hoa xuân của quận 11. Thì Tuấn Dương cũng sẽ dành cái thời gian để chia sẻ với các cô chú anh chị những cái hình ảnh về cuộc sống cũng như là sinh hoạt của người dân ở Sài Gòn ra sao. Nhưng mà khu này thì hiện nay là chưa có mang hoa và cây kiểng về. Đây, chúng ta coi thử mấy chị đang nhảy này. Đó, mấy cái động tác, đây là các chị lớn tuổi. Đó, mấy cái động tác nhảy tới nhảy lui khiêu vũ. Mấy chị đang tập biểu diễn nhạc xuân đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái khu vực hội chợ để xem đây bán cái gì. Mình đi ngang thì có thấy đề biển mà mình cũng chưa có vô, thì hôm nay sẽ vô xem là bên trong này bán cái gì nhé các bạn. Đây có lẽ là chúng ta sẽ đi từ cái lối cổng chính đi. Đây cái lối cổng chính là quận 11 Nghĩa Tình, ổn định và phát triển. Quận 11 Nghĩa Tình, ổn định và phát triển. Slogan. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Nào là xe tăng, xe tải, búp bê siêu nhân, bộ xếp hình, bộ trái cây, bộ nấu ăn, bộ bác sĩ, vân vân và vân vân. Xã hàng đông giá 50 ngàn. Xã hàng đông giá 50 ngàn. Đó là nhiều loại. Hàng khuyến mại đến từ các sở nổi tiếng các loại luôn, 50 ngàn cho một sản phẩm. Đấy, người ta thâu luôn vào loa để quảng cáo và giới thiệu. Nhắm ta như thế nào cô chú chị ơi, mua ngay để có mà xài, chứ xài để đó khi cần là có ngay. Tấn cầu chưa xài thì để đó khi cần là có. Nhận đặt hàng 24/7. Đây chúng ta xem có những cái thứ gì nhá. Đây là bán P-Smart mặt nạ. Rồi đây là một cái sản phẩm hình như là táo hút chân không. Nhiêu tiền một ký này đấy em? 75 ngàn à, hút chân không. Rồi anh cảm ơn. Đây có chúng ta được dùng thử nhé, chấm muối ớt luôn cho anh xin miếng. Rồi. Cái bán hàng dùng thử này là rất là hay khi mà khách ăn thử. Táo giòn, táo rất là giòn nha các bạn, 70 ngàn.
70.000 rồi, hút chân không. Đã hút thử chân không rồi. Và chúng ta để sẽ có thể được lâu. Mình thấy ăn khá là giòn các bạn ạ. Đi một lúc này chắc là no bụng quá. Dạ. Rồi đây còn bán là hành tím, rồi tỏi, hành tím Phan Rang ấy. À, tỏi Phan Rang, Phan Rang Tháp Chàm, quê của danh ca Chế Linh đó các bạn. Và ở đây anh ấy đang tư vấn cho khách về các loại nước mắm. Rồi tiếp theo đây, đặc sản vùng miền Trọng Thư thì cũng thấy là bán các cái hũ này là hũ rượu này. Cái này là rượu cần dân tộc Mường 3 lít. Đợt trước mình cũng có đi lên Tây Nguyên đó. Đây, cái này họ làm có giỏ quai sách luôn này các bạn này. Rượu cần 3 lít. Đó. Thời hạn sử dụng là tới 24 tháng lận. Đó. Các bạn thì đều có thấy để bảng giá hết nhá. Hạt mắc ca 130, hạt rẻ, hạt hạnh nhân, hạt điều, dâu tây, đu đủ, hạt dưa, hạt hướng dương. Đấy, đều để giá hết. Hạt dưa là 210.000 một ký, hạt hướng dương là 95.000 đồng cho một ký. Đó, tha hồ chúng ta lựa chọn. Đó là hạt mắc ca. ₹250.000 một ký hạt mắc ca. Cái này ấy, khi mua thì người ta sẽ có một cái chìa khóa, mình mở ra là được ăn được. Con ăn thử chưa? Quả đấy cả mắc ca, các loại hạt dưa, hạt bí. Đấy, đây các bà các cô thì lại mua rồi ăn thử các bạn. Mất xí muội, mất mấy cái mất đồ khô. Đấy, các bà các cô đã bắt đầu đi chợ. Nhiều người chỉ thích đi để được ăn thử thôi các bạn ơi. Rồi gian hàng bán kem này, bán kem, rồi bán mấy cái thứ đồ chiên, có cả bánh mì này, bánh mì chả quế ở da bao, nhìn ngon quá. Đây đồ chiên là có sẵn đây, mình có thể tới để ăn thử. Ai đói bụng đi một lượt thôi là no về khỏi ăn cơm luôn. Dạ dạ. Đây, bên chị là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Chú Hùng. Đây có cả bảng giá, mình rất là thích cái nơi này vì các bạn này, để bảng giá rất là cụ thể chi tiết. Giá chả lụa đặc biệt là 250 một ký, chả lụa ngon 200, dăm bông thịt nguội 200, giò thủ 200, nem Huế 200. Rồi. Đây này, ví dụ như các bạn nhìn là chả quế này này. Nhìn cái miếng chả quế ngon quá trời ngon luôn này. Rồi cái này là dăm bông này, chả lụa bì này. Đó. Nhìn ngon quá. Chị ơi, bảng giá này Tết được có tăng giá không hay vẫn vậy? À. Không có tăng giá. Dạ. Rồi cảm ơn chị. À. Không có tăng giá nha các bạn. Giá không đổi. Rồi, tiếp theo là với cái, những cái đặc sản ở Bà Rịa Vũng Tàu này các bạn. Đây, mình sẽ quay một vài cái món cho cô bác anh chị chúng ta coi nhá. Cái này là khô cá gì đây nhỉ? Cá khoai, à khô cá khoai. Mực, à khô bò, khô bò. Khô bò này gọi là khô bò. Khô cá cơm. Cá cơm. Rồi khô kia là mực cái. Mực con này ta. Mực cơm.
hẹ sữa này, đây mực rim me, mực rim me loại 1 500 ngàn đồng cho 1 ký. Và tất cả đây đều để bảng giá nhé, giá bán như là trong siêu thị luôn. Ơi, mấy bạn đi đi hội chợ thấy có vui không? Mấy bạn đã ăn được, mua được cái gì chưa? Mấy bạn mua kem à? Rồi về thì coi trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rồi lâu đây, rồi chị đi chợ thì thấy có vui không? Rồi mình tính đây là ba con à? Con đẻ hay con nuôi? Đây là con à, hai nuôi. Rồi mấy bạn được nghỉ Tết chưa? Chưa. Chừng nào các con mới nghỉ Tết? Học hết hết một tuần nữa. À. Con đi chợ này con thấy vui không? Con thích thích cái gì nhất? Thích được ăn thôi. À, thích đồ ăn thôi. Ăn gì nào? À, thích ăn kem. À. Nói mẹ mua. À. Rồi chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhá. Rồi, xin chào. Cái này các bạn là bào cái gỗ này ra này, làm cái túi này, túi xa xỉ, mùi nó rất là thơm. Cái này mình cho vô trong tủ quần áo 10 ngàn cho một cái. Với cái hương xá xị giống như là chúng ta uống đó, các bạn mua kem này, giống như là chúng ta uống uống cái nước xá xị này, chứ chúc mừng năm mới này các bạn này. Đó. Đây bán một cái gian hàng bán các cái loại dầu gió, rồi tinh dầu, rồi đây và món kem cuộn này. Kem cuộn thu hút rất là nhiều các bạn nữ tới mua. Ở đây chắc là mình phải nói nó lớn lên thì cô bác anh chị mới nghe thấy được. Đấy. Đấy. Đây xem anh ấy làm món kem cuộn nhá, dầu này. Làm cái này các bạn cũng khá là cầu kỳ công phu ấy, hơi bị lâu. Hôm nay là món kem cuộn. Đấy, cứ phết ngạc, phết dọc, phết ngang, ba xoa hai đập rồi là thành kem. Đấy, mọi người trong khi mà chờ mua đó thì còn xem cái phần biểu diễn là làm kem như thế nào. Đây mấy bạn nữ đang bàn luận xem là ăn món gì. Rồi có cả cái món nữa là kem xôi dừa này, những cái trái dừa nho nhỏ đó. Và trong này có kem xôi, lá cẩm, rồi kem khói, cũng nhiều món ăn quá. Ồ, ngon quá trời luôn này, ăn thở ra khói luôn. Hai mẹ con đi. Rồi tiếp theo gian hàng phụ nữ khởi nghiệp. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Đây là đường Dương Đình Nghệ thưa các bạn. Đây cái gian hàng bán đồ ăn này. Các loại chè, rồi ốc bươu nhồi thịt. Giá là 30 ngàn đồng cho một phần thôi. À, trong này là những cái con ốc bươu là trong ruột của nó là có thịt nhá các bạn. Rồi có xả thơm quá trời luôn. Kế đến là đây là
món bún Thái son tầm. Son tầm Thái rồi gỏi ba khía. Rồi một số những cái món ăn món BBQ. Đó, ăn cái món gì thì chúng ta ăn cái món gì chúng ta kêu nướng. Xin lỗi. Món thịt của Thái này. Đó. Khá nhiều món nha các bạn. Món ăn vặt, ăn chơi. Đó, khách đang đợi để mua. Cái gian hàng mà có diện tích mặt tiền lớn, trang trí đẹp thì thường là sẽ thu hút được khách. Mua đồ ăn xong mọi người có thể ngồi ở bên vỉa hè gần công viên để ăn uống. Mọi người ngồi ăn uống. Đây có cái vỏ rượu cần đây này. Có cái vỏ rượu cần này thì mỗi người một cái cần. Đó, ngồi uống rượu cần Tây Bắc đó. Rồi mời các bạn cùng đi tiếp. Đây, các cái quầy bán các cái loại sinh tố. Đây còn có những cái ống này là dạng như cơm lam, nhưng mà cơm lam kiểu này làm khác với cơm lam Tây Bắc. Ai ăn cái gì thì có một cái khay chúng ta gắp vô, rồi tính dĩa, rồi tính sâu, tính tiền nha các bạn. Đây có cả món bánh tráng cuốn Đà Lạt, bánh tráng nướng kiểu Đà Lạt. Chỉ là một trong số rất nhiều những các cái khu ăn uống mua sắm, nhưng mà khi mà có sự tổ chức của cái khu vực này ấy, mình nhìn thấy rất là sung, rất là vui. Có bao lì xì bán là 10.000 đồng cho một sấp nhá, với rất khá là nhiều mẫu, giá chỉ 10.000 thôi này. Rồi, ai thích sắm nữ trang này các bạn này, rất nhiều các loại nữ trang với có sẵn cả cái mặt luôn, giá là 149.000.
nhìn như thiệt luôn nhé. Cái mặt này các bà các cô mặc áo dài mang vô. Đây các bạn nhìn này, trời ơi, ước gì sang năm mới mà có nhiều vàng bạc châu báu này á. Đấy, giá rất là rẻ nha các bạn. Ngày xưa người ta nói là anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, bây giờ thay vì không cần phải mua nhẫn kim cương chỉ 30.000 đồng cho một cái nhẫn vàng giả rồi. Rồi có nhẫn hình con rồng này. Đó, có nhẫn hình con rồng này các bạn này. Đó, con rồng còn ngậm viên ngọc luôn nhé. Đó, nhìn rất là hoành tráng lệ. Đó, ngọc đỏ, ngọc vàng, ngọc màu đỏ nữa. Đó. Rồi, trời ơi, đây hình ông thần tài ngậm ngọc này. Thế và mấy cái này nhìn rất là dễ thương. Đây hình con rồng này, ngọc đen, chữ phúc nhá. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây, nhẫn kim cương giá 149.000. Các bạn nhìn này. Đó. Trông đeo đẹp, nhìn dễ thương như bộ. Đó. Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương, bây giờ chừng khoảng 149.000 là cỡ chút thôi là chúng ta mua được một cái nhẫn mặt đá rồi. Đó. Rồi đây nữa này các bạn này. Nhìn cái này trông rất là đẹp đó. Mấy bà lớn tuổi ấy, mặc đi hột xoàn, ngồi xe hơi, không ai biết là cái này cũng chỉ có 149.000 thôi. Cái này cũng 149.000 này chị, 149.000 này, giao tận nơi luôn nhá các bạn, 149.000. Nè, đeo thử nhìn đẹp không, chồng cái tay sang hẳn lên đó. Ú hồn chi mén luôn. Đây, nếu ai thích hình con rồng này các bạn này, 149k. Đó. Đó, các bạn nhìn này không? Dễ thương nhá. Vừa rẻ đẹp, đẹp bền mà lại sang nữa. Đây các chị cũng đang lại mua để lại lựa này. Vàng Hàn Quốc này, này là 270.000 này. Này 270.000 này chị. À cộng dây nữa là nhiêu? À vậy là cỡ khoảng hơn 600.000, vừa cái mặt vừa cái cọng. Cái mặt này mà đem tiền vàng cũng phải là 1.200.000 tiền công. Vâng. Đó là chưa tính tiền vàng, chỉ có tính tiền công thì không có tiền lẻ rồi. 290.000 cỡ khoảng. Đúng rồi. Đấy, nhìn đẹp lung linh long lanh luôn này. Chỉ có hai cái duy nhất thôi. Mua nhanh thì còn mà mua chậm thì hết luôn. Rồi ghế lựa xà luôn mấy chị ơi, vàng Hàn Quốc nha. Hàng của em bán là mấy chị cứ tắm rửa thoải mái. Dạ đúng rồi cô. Chị Hàn Quốc không có mấy cái đó rồi chứ mà có cái đó. Đây ai thích này. 149.000. Nhìn lung linh á, đẹp quá trời luôn. Rồi rồi các loại vòng để đây. Kẹp tóc đây. Trời ơi. Rồi nhìn trẻ ra mấy tuổi. Lấp lánh luôn. Trang sức Minh Châu. Rồi có cả kẹp tóc nữa này. Áo hiệu Greenland. Xuất đi Mỹ, xuất dư thanh lý. Đó.
giá chỉ có 290 ngàn. Cái này nhìn trông cũng được đấy, chứ bộ đó, National Graphic. Áo này là dạng như trong là áo dạ đấy các bạn, ở sơ mi. Cái này là sơ mi xuất khẩu đi Mỹ, số lượng dư thanh lý, giá chỉ có 150 ngàn. Mà nhìn mấy cái áo này cũng đẹp này. Đó, mấy áo này mình thấy trông cũng được này, 150 ngàn. Không có mắc đâu nha các bạn, 150 ngàn. Mấy cái kẻ này mà cái áo của nếu mà may xuất đi nước ngoài ấy, là cái kẻ nó phải đối nhau hai bên. Mà đây họ làm may cái kẻ đối này là thấy rất là ok ấy. Đó. Đây các bà, các cô đang lượn. Đây có cả những cái chuối vòng bưng. Chuối này là nhiêu ta? 325 ngàn. Đó, mình đeo vào tay cho nó mát, rồi lần tràng lần tới lần lui. Hoặc là cái này là chuối dạng như giả vòng ngọc. Đây có giá này 425 ngàn. Rồi đây là các cái sợi dây, dây bằng inox. Đó. Này lắc inox nữa. Này lắc inox. Rồi những cái dây này là 280 ngàn. 280 ngàn một cái dây này. Đó. Rồi những cái dây này nữa này. Rồi chúng ta có thể mua những cái mặt để đeo này, đeo cả hình viên đạn luôn. Rồi, hoặc là hình Phật Bà Quan Âm. Rồi đây có cả những cái bộ vòng xi men này. Những cái bộ vòng này vòng giả nhưng mà nhìn như thiệt luôn. Chừng 400-500 ngàn cho một bộ nhé các bạn. Đó. Đây. 52. Vàng Hàn Quốc. Đây này 7 và. Rồi 330 ngàn. Đó. Cô bác mình đi sắm rất là đông vui. Rồi có cả hộp quẹt Zippo. Hộp quẹt Zippo giá sale. Hộp quẹt Zippo. Rồi kẹp tóc Thái Lan. Đây cái gian hàng này các bạn là mình thấy được rất là nhiều người mua nhé. Rất là nhiều người đang tới để mua mấy cái đồ trang sức này đeo trong cái ngày Tết. Chung là đây là một cái nhu cầu mua sắm trang trí và làm đẹp trong ngày Tết. Đó, mọi người rất thích mấy cái đồ trang sức. Cái món kem có lẽ là nhiều người thích ăn vì ở Việt Nam là nóng. Siêu rẻ, siêu sốc, 99 ngàn, sốc tận óc luôn. Đấy, mấy anh mấy chị lựa mấy cái dây chuyền vàng bạc. Bún nước lèo Sóc Trăng. Đó.
bún nước lèo. Kính mời quý khách. Bún chả cá đặc sản Nha Trang, bún nước lèo đặc sản Sóc Trăng. Kính đây, mời quý khách. Dạ, bún nước lèo Sóc Trăng. Bún chả cá đặc sản Nha Trang, bún nước lèo đặc sản Sóc Trăng. Kính mời quý con khách. Cô bác ngồi ăn. Bún chả cá đặc sản Nha Trang, bún nước lèo đặc sản Sóc Trăng. Kính mời quý khách. Rồi, có cả món bánh gạo này. Bún chả cá chả đặc sản Nha Trang, bún nước lèo đặc sản Sóc Trăng. Kính mời quý khách. Đây món dim sum điểm sấm Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn. Dim sum điểm sấm Hồng Kông bên Hồng Chợ Lớn. Rồi, lưỡi vịt Sapo cũng khá nhiều món. Combo 3 món bất kỳ 120k. Các loại ốc, càng ghẹ, ốc bươu. Đó. Nghêu sò, để chúng ta ăn người ta sẽ nướng. Khoảng sau 21 giờ 30 phút thì sân khấu ca nhạc là tạm nghỉ. Ở đây là có sân khấu ca nhạc này các bạn này. Thì sân khấu tạm nghỉ và chúng ta cũng đỡ bị tra tấn bởi cái tiếng nhạc ồn ào. Ở đây quả bó bán các cái giày dép 149.000, 99.000 cho một đôi. Cái này đi rất là mềm à. 99k ở túi 99.000. Những cái sản phẩm giày dép của Việt Nam bây giờ cũng thu hút khách. Đây cốp mát. Cốp mát thì có bán một số những cái giỏ quà để chúng ta mua mang đi biếu hoặc là sử dụng trong gia đình. Đây mình sẽ coi thử giá của bên cốp mát. Ví dụ như đây các bạn, những cái giỏ quà là chừng khoảng 511.000 thì gồm có những cái món như thế này. Đấy, giỏ quà chừng khoảng 500. 511.800. Bánh quy, trà đào, hạt dưa. Đó. Những cái giỏ quà này đã được gói sẵn rồi và trình bày rất là đẹp, mua để mang biếu hoặc là sử dụng trong gia đình. Và ngày Tết cho các bạn là mấy cái món như là hạt dưa, hạt bí thì cũng được nhiều gia đình mua. 225g là 66.000. Rồi mứt gừng, rồi 40.000 hộp hướng dương. Giá cũng rẻ quá. Rồi có cả các cái hộp quà tặng như là clear, dầu gội, xà bông. Cảm ơn anh. Dạ. Chúng ta có thể mua để sử dụng trong gia đình cũng như là làm quà biếu. Đây, càng về khuya khi mà trời tối lạnh lạnh ấy, mọi người đi một vòng rồi đói bụng thì những cái khu mà bán đồ ăn đó là Mummy Home, ẩm thực đường phố, những cái khu bán đồ ăn thì lại đông khách. Rồi chúng ta đi thử tiếp đến cái khu mà bán mấy cái đồ thể thao. Đây các quần áo thể thao này. Cái hiệu này là hiệu Bun Bun. Túi trống. Bộ quần áo có sẵn luôn. Cái này là chúng ta quay số để may mắn trúng thưởng. Lê Trung Tung. Đây các tò he. Đây chúng ta coi từ những cái nguyên liệu cơ bản là anh ấy đấy đất sét hay là bột anh? Bột gạo. Bột gạo.
Dạ, từ cái bột gạo với các màu như là màu, các cái màu cơ bản, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen, thì các nghệ nhân sẽ nặn ra những cái nhân vật hoạt hình như con cá heo. Kênh của anh là gì đấy để xem? Dạ thưa, Sài Gòn Ngày Nay. Sài Gòn Ngày Nay ạ? Ủa? Hello. À, em ạ. Chào anh. Nên làm nhớ, nên làm gì? Anh cả gia đình biết ai đây không? Đi chơi ạ? À? Em đang nặn mà. Qua vừa thấy chạy quả bát gác ở đoạn tầm xem đúng không? Đúng qua nhìn thấy nhưng mà tầm mấy muộn rồi không kêu. Tầm mấy giờ anh? Tầm khoảng 9 rưỡi 10 giờ. Là một nhân vật hoạt hình là Pokemon. Hôm nay anh nghỉ bạn ạ? Không nghỉ, đi ra chơi ạ. Được rồi. Vòng mấy anh về tối? Anh về đâu? Nghề này thì làm sao về Tết được? Thế anh ngoài Bắc à? Dạ, ngoài Bắc. Ở đâu rồi anh? Hà Tây. Là nặn này kiếm tiền dễ, cứ nặn ra xíu là ra thành bán được nhiều tiền này. Một. Để, cảm ơn, để coi thử. Rất nhiều những các cái nhân vật hoạt hình khác như là con gấu trúc này, con heo, heo ngồi bông hoa, công chúa, con gà, con rồng, tùm lum thứ. Chị ơi, một nhân vật, một con là nhiêu tiền chị? À. Mắc nhất là nhiêu tiền ạ? 50 ngàn là đắt nhất. Cái này chơi thôi chứ không ăn được đúng không? À. À, ngày xưa là ăn. Ngày xưa bột gạo em nhớ là đi mua còn thổi được cơ. Thổi nó kêu thành tiếng nhạc. Rồi, cảm ơn chị. À, nặn tò he. Chung là cái này thế giới họ cũng sang Việt Nam mà họ cũng... Cái chào. Rồi, chào mấy cô. Dạ. Dạ, chào mấy cô. Có các nhân vật hoạt hình. Nhìn đẹp quá. Con heo, con chim. Đây các bạn nhìn có cả con bò này. Con heo, con chim, con bò. Con gà trống. Rồi, thôi. Chắc đi một vòng vậy thôi. Để quay cho các cô chú anh chị chúng ta biết về ngôi chợ này có gì. Rồi, xin chào. Rồi, mình sẽ đi tiếp ra ngoài nhé các bạn. À đây, cập nhật một vài món nữa. Lạp xưởng tươi giá 130.000 một hộp. Một hộp này là khoảng 500 gram. Đây là chả giò kim ngọc lạp xưởng tươi ở Long An nhé. Long An cũng là quê hương của lạp xưởng, rất là nhiều món lạp xưởng ngon. Rồi còn có cả các cái chả giò để chúng ta mua về chiên ăn trong những ngày Tết này. Chả giò xốp chay, đồ chay có, đồ mặn cũng có. Chả giò xốp thịt heo, xốp có con tôm, giò rế. Rồi, cảm ơn mấy anh chị. Đây có cái món, cái này để chúng ta ăn thử cái lạp xưởng. Dạ. Rồi có cả mật ong nữa đây. À, cái này đường Thốt Nốt đấy. À, đường Phèn. Đường Phèn. Và đường Thốt Nốt ở đây này các bạn này. Đường Thốt Nốt này 40.000. 40.000 cho cái này cỡ khoảng nửa ký. Đường Thốt Nốt. Rồi có sẵn cả đây là mạch nếp nha. Cái này mạch nha này ăn với bánh tráng, giá chỉ 45.000 đồng cho một cái lọ mạch nha. Cái này nhiều khi mình đi tìm mua hơi khó này. Hôm nay đến đây mới thấy bán 45.000 thì giá cỡ khoảng 2 đô la. Rồi tỏi Lý Sơn ngâm giá chỉ 80.000 đồng cho một lọ. Nói đây rất là thưa, thấy hay quá. Buôn bán là để giá rõ ràng. Mật ong sông bé,
loại này là 140 ngàn. Còn hạt điều, rang muối, như hoàng, ô cốp, rồi mít thái xấy giòn, cái này là 150 ngàn một hộp. 400 gram hạt điều thảo mộc, giá là 150 ngàn. Mít sấy 50 ngàn, 50 ngàn cho 200 gram. Nhìn rất là hấp dẫn. Đấy, xin mời cô chú anh chị chúng ta cùng coi một số những cái hình ảnh về hội chợ ở quận 11. Tới đây thì Tuấn Dương xin tạm dừng video. Cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian xem hết video clip. Đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để xem nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.